Xin được trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món ăn và bài thuốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta lại được gặp gỡ với lương y Nguyễn Công Đức để được nghe chia sẻ về những món ăn và những bài thuốc dân gian dễ làm nhưng rất là hiệu quả. Và thưa lương y Công Đức, hiện nay thì rất là nhiều người lo lắng và muốn nhờ chương trình hỏi lương y là không biết tại sao mà khi người ta ăn vô lại đi ngoài 2-3 lần, hoặc là lúc mà cảm thấy lo lắng hay là sốt ruột gì đó thì cũng lại bị đi ngoài như vậy. Họ lo lắng là có phải là do ăn thực phẩm kém an toàn hay là kém chất lượng hay không, thì nhà lương y có thể là chia sẻ về vấn đề này ạ. Khi ăn vào xong thì lại mắc đi cầu ngay, hoặc là trong ngày đã đi tiêu rồi, chuẩn bị đi làm thì nó lại đau bụng, lại muốn đi nữa, thì cái triệu chứng đó ta quy vô trong cái bệnh gọi là hội chứng ruột kích thích, hay còn gọi là đại tràng kích thích. Ruột kích thích thì nếu nói nguyên nhân người ta đã rõ rồi, có trước đó có cái viêm ruột, có cái viêm dạ dày mãn tính, sau khi đã trị khỏi nhưng mà không khỏi hẳn thì sau đó cứ có cái điều kiện là bị đi ngoài, rồi bị cái viêm đại tràng mãn tính, mà nhất là đại tràng mãn tính thì là dù đã điều trị khỏi nhưng mà sau đó là bị. Và cái bệnh này nãy có hỏi Ngọc Hân, có hỏi là khi lo lắng gì đó lại là thấy muốn đi, thì rõ ràng nó ảnh hưởng đến cái yếu tố thần kinh, ta gọi là thần kinh 10, tức là thần kinh phế vị. Tóm lại tức là lo lắng buồn phiền là mắc đi cầu, đó là hội chứng ruột kích thích, hay còn gọi là hội chứng đại tràng kích thích. Thì thưa lương y, là khi bị như vậy thì người ta vẫn bị những cơn đau bụng nhẹ, thì quan trọng là nó có phải là bị rối loạn tiêu hóa không? Vâng, thì khi mà thấy tự nhiên đi cầu thì mình nói rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên để mình chẩn đoán phân biệt là rối loạn tiêu hóa, người ta thường dùng trong những trường hợp mà sau khi ăn, thí dụ như ăn ổ bánh mì xong là tự nhiên cái mắt đi cầu. Mắt đi cầu nha. Như vậy thì do rối loạn tiêu hóa, bởi cái thực phẩm đó không có được an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì cái đó là cái khác. Còn ở đây cái rối loạn tiêu hóa là cái từ dùng chung cho cái việc là ăn xong là đi tiêu liền, hoặc là đã đi rồi lại bắt đi nữa. Và một cái đặc điểm rất là hấp dẫn là đi xong thì thấy cái bụng nó nhẹ, nhưng mà xin thưa một tí nữa lo lắng cái gì đó nó lại đi nữa. Đấy, tức là đi liên tục. Như vậy ta gọi là hội chứng ruột kích thích, hay còn gọi là đại tràng kích thích. Thưa thầy, nếu mà như thầy chia sẻ như vậy thì nó cũng rất là phiền cho dân mà công sở, hoặc là những người mà thích đi du lịch, thì mà khi bị hội chứng ruột kích thích thì sẽ rất là ảnh hưởng về công việc hoặc là đến cái sự là đi vui chơi của người ta. Mà chương trình muốn thầy giải thích thêm là cái này là tất cả mọi người đều có thể bị một vài lần, hoặc là bị mãn tính hay sao thầy? Xin thưa nói như thế này, như đã nói nãy đó, tức là tiền sử có nghĩa là trước đó đã bị viêm dạ dày, trước đó đã bị viêm ruột, mà nhất là viêm đại tràng, ta gọi là viêm đại tràng mãn tính. Có nghĩa là một ngày đi nhiều lần, có trong phân, có đàm, có nhớt, thì có thể là nếu mà đi liên tục thì nó lại là trực trùng shigella, nhưng mà đi nhiều lần, một lần đi một ít ham rồi rặn ra có tí đàm tí nhớt thì có thể là bị amibia, tức là ta gọi là lị mãn tính. Nhưng mà đã trị rồi, trị xong rồi, sau đó cứ vẫn bị lại ha, cứ là chứ nó không có hết hẳn, thì cái hậu quả đó của những người mà tiền sử đã bị bệnh, chứ không phải là người nào cũng bị, không phải người nào cũng bị, mà trước đó có một cái bệnh về đường ruột, về đại tràng, thì sau đó đã trị khỏi rồi lại bị cái bệnh đó, ta gọi là hội chứng ruột kích thích hoặc là đại tràng kích thích. Với người bình thường mà lâu lâu bị như vậy thì có thể xem là bị hội chứng ruột kích thích hay là như thế nào ạ? Không, nếu bình thường lâu lâu bị thì lại không nằm trong cái hội chứng ruột kích thích hay là đại tràng kích thích. Tại vì giờ ăn cái gì lạ chột bụng là đi rồi là thôi. Còn cái này là người nào, cái người mà đã bị là cứ bị liên tục, coi như là ngày nào cũng bị, hoặc là hễ lo lắng cái là bị liền. Và nó rất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ, tại vì đi chơi rồi gì đó là cứ nôm nớp là tôi sẽ một tí sẽ bị đi tiêu chảy hay là đi đau bụng. Nhưng mà một cái điểm là khi người ta, một cái điểm điều trị chung á, là cái thuốc nào mà nó có tính diệt khuẩn, thuốc nào mà nó có chất chát, thuốc nào mà nó cầm tiêu chảy thì có thể người ta thủ sẵn trong người. Người ta uống trước, hoặc là hễ thấy râm râm đau bụng người ta uống thì người ta cũng không bị đi tiêu chảy.
À, của cái người mà hội chứng ruột kích thích hay là đại tràng kích thích, tức là mình thủ bằng cách đó thôi, nhưng mà để điều trị lâu dài đó là cái vấn đề mà chúng ta đặt ra. À, và trong chương trình món ăn và bài thuốc ngày hôm nay thì chắc hẳn là lương y Nguyễn Công Đức sẽ chia sẻ về những cái bài thuốc dân gian đơn giản từ những cây lá xung quanh chúng ta để điều trị cái hội chứng ruột kích thích hả thầy? À, vâng, thì đối với ruột kích thích ta lấy phân biệt như thế này, có người hãy chọc bụng cái đi nhưng mà rặn rất là lâu mới ra, tức là cho nó là hội chứng ruột kích thích hay đại tràng kích thích thể táo bón. Một người nữa là đau cái là chảy liền, chảy vô làm một cái rẹt, tức là chảy. Ha, như vậy mình phải chia ra hai thể. Đối với cái người mà bị bón á, thì ta dùng cái thuốc mà nó có chất chát nó lại càng bón hơn, cho nên hóa ra mình không có phân biệt một cái thể nào hết, là mình cũng linh tinh quá. Thế để trị cái hội chứng ruột kích thích hay đại tràng kích thích ở thể táo bón thì tôi xin giới thiệu cái đầu tiên, đó là cây lược vàng. Cái này có lẽ nó không có lạ gì với bà con mình, ai cũng trồng một cây ở trong chậu. Thực ra thì cách đây khoảng trên dưới 10 năm thì xuất phát từ Liên Xô, người ta rất là chuộng cây này. Sau đó bà con mình ở bên đó thấy hay quá mới đưa về Việt Nam, mà nhất là ở Thanh Hóa, mà họ triển khai trồng cả hàng hecta luôn là và dùng để trị bệnh. Nó rất đơn giản, cứ mỗi sáng ngắt 2-3 lá rồi nhai nuốt thôi, ha. Cái đó còn gọi là lược vàng, còn gọi là cây lan vòi, tại vì cái nó như cái vòi, nó xuống rất là dễ trồng. Như vậy đối với hội chứng ruột kích thích hay đại tràng kích thích thì ta dùng cái cây lược vàng, là lá thì khoảng 5 lá, mỗi buổi sáng rửa sạch rồi cứ nhai nếu được, ha. Răng cỏ không có mà bị ruột kích thích nữa thì bỏ mấy xay sinh tố, ha. Rồi chúng ta uống luôn đi, uống luôn cái bã nó thì cũng trị được cái hội chứng ruột kích thích hay đại tràng kích thích mà ở thể táo bón. Còn đối với cái người mà ở thể chảy thì nhiều hơn, chiếm 70% đối với cái thể táo bón, thì cái đầu tiên tôi xin giới thiệu là cái củ gừng với củ riềng, ha. Gừng với riềng hai lượng bằng nhau, tức là mỗi ngày chúng ta khoảng mỗi thứ 50 gram, ta thái nhỏ ra đổ vào 1 lít nước, nấu đun ra đun khoảng 10 phút rồi để dành uống cả ngày thì nó cũng trị được, ha, trị luôn á cái hội chứng ruột kích thích và đại tràng kích thích. Đó là một bài. Cái bài thứ hai á là cái lá vối. Lá vối thì cho thấy rất là đơn giản, lúc này thì bà con ta uống lá vối nhiều, lá vối tươi như thế này, nhưng mà cái cách sử dụng nó là không phải là nấu, nếu nấu là cái hiệu quả nó kém đi. Bà con cứ suốt lấy cái lá rửa cho sạch rồi vò nó nát đi, rồi bỏ trong cái bình hay là một cái đồ chứa bằng sành chẳng hạn, người ta mới đổ nước sôi vào rồi mới gọi là hãm nước sôi đó, sau đó cứ rót nước uống cả ngày thì khoảng chừng 1-2 tuần thì tự nhiên bệnh mình hết, lúc nào mình không hay, ha. Còn để điều trị nữa thì cái trong Nam mình gọi là bắp chuối, còn gọi là hoa chuối, tại vì hoa của cây chuối, chuối hộp hay chuối gì cũng được, miễn là cái bắp chuối là được. Coi như là mỗi ngày ta nửa cái bắp chuối này thì bổ đôi ra, ha, rửa sạch thái mỏng rồi đổ nước vào là ta đun lên lấy nước uống, rồi uống 1-2 tuần thì thấy tự nhiên cái hội chứng ruột kích thích, cái đi cầu mình không còn nữa. Và đặc biệt trong cái chương trình hôm nay tôi giới thiệu một cái bài thuốc trị chung cho hai thể ruột kích thích và đại tràng kích thích, cái thể táo bón và cả cái thể là đi tiêu chảy thể lỏng. Thì thành phần thì gồm có thứ nhất là gạo, ta cũng có đề cập tới, nhưng mà gạo thì khoảng nửa chén gạo chúng ta mới sao đi, hay là mình rang, mình gọi là sao rau cho nó cháy đen mà mình bắt đầu nó bốc khói là được, mình lấy xuống. Rồi cái thành phần thứ hai ta có 5 tép xả tươi như thế này, rửa sạch đập dập ta để riêng ra. Rồi lá ổi thì ta chọn cái lá ổi già như thế này để mới hiệu quả, cái non thì nó không bằng, cái non thì dành cho tiểu đường thôi, còn cái già già này nó dành cho ruột, ha, đường ruột bị tiêu chảy. Thì khi ta đổ cái nửa chén gạo rang mà cháy đen như thế này, rồi ta đổ 2 lít nước, ta nấu coi như là mình nấu cháo đó, nấu cho nó gạo nó bụp nó nở ra. Lúc bây giờ là chúng ta mới bước thứ hai, mới bỏ lá ổi vào,
Nếu mà bỏ chung thì cũng được, nhưng mà mình tuần tự như thế thì nó hiệu quả hơn. Khoảng 30 lá ổi bỏ vào thì sau khoảng 10 phút sau ta lại lấy xả đã rửa sạch, đập dập dập rồi bỏ chung vào. Khi nghe cái mùi thơm của xả là coi như được rồi. Chúng ta nhắc xuống, lấy cái nước để dành uống cả ngày. Đây là bài thuốc rất hiệu quả để điều trị cái hội chứng ruột kích thích và đại tràng kích thích, chung cho hai thể là táo bón và thể tiêu chảy, là từ gạo, xả và lá ổi. Đúng như vậy, cái bài thuốc chung ta là gạo mà rang cho cháy, 5 tép xả và 30 lá ổi nấu lấy nước uống. Dạ. Đây có lẽ là bài thuốc rất là tâm đắc của thầy. Vâng. Trong chương trình, đặc biệt là để điều trị hội chứng ruột kích thích. Đúng. Dạ. Bên cạnh đó thì chắc là Lân Y Nguyễn Công Đức còn có lưu ý về chế độ ăn uống cho những người bị hội chứng ruột kích thích này ạ. Đây, cái câu hỏi Ngọc Hân đặt ra rất là hay. Tại vì việc gì cũng vậy, chúng ta có dùng thuốc nhưng mà chúng ta không để ý cái việc ăn uống thì cái thuốc gì cũng không trị được bệnh. Thí dụ như tiểu đường mà cứ ăn nhiều tinh bột rồi ăn chè rồi ăn bánh ngọt thì dứt khoát là đường huyết nó tăng lên. Mình cái chế độ ăn uống rất là quan trọng. Và chúng ta đều biết là một cái điều rất lạ là sau khi ăn cái gì có dầu mỡ hay khó tiêu là nó đau bụng liền, quăng bụng một cái, không nói tới yếu tố thần kinh lo lắng gì là bắt đi liền, đi cho hết cái thức ăn đó rồi mới ngưng. Như vậy thì rõ ràng là cái thức ăn đầu tiên là khó tiêu, những cái gì mà có dầu mỡ thì chúng ta nên hạn chế. Đó là những cái mà chúng ta lưu ý trong cái bệnh hội chứng ruột kích thích hay đại tràng kích thích. Nhưng mà cũng lạ lắm, tại vì mình đã bệnh rồi cho nên là mình thấy cái gì đó nó có một cái cảm nhận đặc biệt nha. Thấy cái đó nói ăn cái này là bị tiêu chảy, đúng y như vậy. Cái ổ mì rất ngon nhưng mà thấy có mấy miếng thịt quay, mấy miếng vịt quay là nói ăn cái này là bị, mà đúng ăn vô là bị đi tiêu chảy liền. Thì cái đó là cái mà tự cơ thể mình nó sẽ thích nghi với những cái thức ăn mà mình thấy là nó không hợp cho cái việc ăn uống của mình. Thì tự động mình không có đụng tới. Tức là mình cảm nhận không nên ăn thì thôi không nên ăn. Đúng chắc như ăn vậy. Đúng, không, đúng như vậy. Dạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Lương Y Nguyễn Công Đức với chương trình trong cách ta điều trị hội chứng ruột kích thích. Kính thưa quý vị, hội chứng ruột kích thích là một căn bệnh nan y nhưng lành tính. Tuy nhiên thì với người bệnh mà không lưu ý chế độ ăn uống thì bệnh sẽ còn kéo dài. Hy vọng mà chương trình hôm nay với một bài thuốc là từ gạo rang, xả và lá ổi thì giúp cho những người bị hội chứng ruột kích thích sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Và chương trình kỳ này xin được khép lại tại đây. Lương Y Nguyễn Công Đức và Ngọc Hân xin được trân trọng kính chào.